Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Anh Football. Trước khi chúng ta đến với phần phân tích câu chuyện chi tiết được kể trong video này, đừng quên ấn subscribe kênh và nhớ ấn chuông để được nhận những video mới nhất liên quan đến thế giới túc cầu mỗi ngày. Ngày 31 tháng 12 là ngày cuối cùng trong năm, cũng là ngày sinh của một huấn luyện viên lão lạc nhất trên thế giới. Đã hơn 10 năm kể từ ngày ông rời xa ánh hào quang sân cỏ, cái tên Sir Alex Ferguson vẫn xuất hiện thường xuyên trong các cuộc nói chuyện và là đề tài quan tâm nhất trên các mặt báo. Thương hiệu Manchester United vẫn gắn chặt với thương hiệu và tên tuổi của ông như một sự ghi nhận về chiến lược gia vĩ đại nhất thế kỷ. Man United thời hậu Sir Alex thì ai cũng có thể thấy rõ, từ David Moyes, Louis van Gaal, Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag thì Man United đã không còn như trước. Và họ sẽ chẳng bao giờ trở lại được như quỷ đỏ của 27 năm dưới bàn tay của Sir Alex. Đơn giản di sản của ông để lại là quá đồ sộ, quá vĩ đại, một bức tường quá lớn với bất kỳ người kế thừa nào. Tiền có thể mua cả một đội hình Man United vô địch, nhưng tiền lại không thể mua được những giá trị lâu bền như di sản của Sir Alex. Chỉ có một trái tim cháy bỏng suốt 27 năm có đắp từng viên gạch của bức tường thành công cao bất tận kia. Sir Alexander Chapman, Alex Ferguson CBE, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1941. Sự nghiệp bóng đá của Ferguson bắt đầu năm 16 tuổi với đội bóng Queen Park, nơi ông có sự ra mắt trong trận đấu với Stranraer với vai trò tiền đạo. Ông mô tả trận đấu đầu tiên của mình như là một cơn ác mộng. Dù đã ghi cho Queen Park bàn thắng duy nhất, thua 1-2. Vừa chơi bóng cho Queen Park, ông vừa làm việc trong xưởng đóng tàu Clyde, nơi mà sau này ông trở thành người quản lý một cửa hàng. Năm 22 tuổi ông nhận ra bóng đá chỉ là phụ, thứ mà ông thích là được nói chuyện hàng giờ về những trận đấu bóng đá. Thế là ông học một khóa chứng chỉ B bằng huấn luyện viên. Để khi đến hè, khi mùa giải khép lại, ông lại ra sân rèn giũa khả năng kể chuyện và truyền giáo của mình. Ông từng là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất đội tuyển quốc gia Scotland. Sau đó ông gia nhập Rangers với mức phí 65.000 bảng. Thất bại với nghề cầu thủ lại hóa ra là mở toang với sự nghiệp huấn luyện của ông. Với tấm bằng huấn luyện viên hạng B, ông đã tới Falkirk. Ông được đề nghị vai trò huấn luyện viên kiêm cầu thủ năm 1973. Ferguson trở thành huấn luyện viên của St Mirren từ năm 1974 cho đến năm 1978, tạo ra một sự chuyển biến đáng chú ý của một đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng vốn chỉ có vẻn vẹn khoảng 1.000 cổ động viên. Tuy nhiên, sau đó St Mirren trở thành câu lạc bộ duy nhất sa thải Ferguson. Nhưng đó là ngã rẽ trong sự nghiệp của ông. Ferguson gia nhập Aberdeen trong tháng 6 năm 1978, thay thế Billy McNeil, người đã chuyển sang làm huấn luyện viên cho Celtic chỉ sau một mùa bóng. Mặc dù Aberdeen là một trong những câu lạc bộ lớn của Scotland, nhưng họ mới vô địch một lần năm 1955 dưới sự dẫn dắt của Dave Halliday. Ông may mắn thừa kế thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Scotland. Aberdeen đã bắt đầu mùa giải một cách chật vật, nhưng lối đá được cải thiện đáng kể và họ đã giành chức vô địch với chiến thắng 5-0 ở vòng đấu cuối lần đầu tiên trong 15 năm mà chức vô địch không thuộc về Rangers hay Celtic. Bằng 3 chiếc cúp vô địch Scotland, 4 cúp quốc gia, Ferguson cảm thấy rằng ông đã có được sự tôn trọng của các cầu thủ dành cho mình. Ông sau đó đã nói rằng đó là thành quả xứng đáng cho đội bóng. Cuối cùng các cầu thủ cũng đã tin tưởng vào tôi. Ferguson dẫn dắt Aberdeen đến những thành công thậm chí còn lớn hơn ở các mùa giải tiếp theo, năm 1982 đến năm 1983. Họ có đủ điều kiện dự cúp châu Âu và đánh bại Bayern Munich đầy bất ngờ. Điều này đã cho họ sự tự tin rất lớn để tin rằng họ có thể để giành chiến thắng trước những đối thủ khác, và họ đã làm được với chiến thắng 2-1 trước Real Madrid trong trận chung kết vào ngày 11 tháng 5 năm 1983. Aberdeen đã trở thành đội bóng thứ 3 của Scotland giành chức vô địch châu Âu và Ferguson cảm thấy rằng ông đã làm một cái gì đó đáng giá với cuộc sống của mình. Aberdeen cũng chơi rất tốt tại giải cúp đội mùa đó và bảo vệ thành công ngôi vô địch với chiến thắng 1-0 trước Rangers. Ferguson đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tại Old Trafford ngày 6 tháng 11 năm 1986. Có lẽ chính ông cũng không thể ngờ được chính ông là người viết nên những trang sử chói lọi cho câu lạc bộ vùng Đông Bắc nước Anh. Khi ông tiếp quản Man United thật sự là một đống đổ nát. Trận đấu đầu tiên của Ferguson cùng United là thất bại 0-2 trước đội bóng dưới cơ Oxford United, với một đội bóng từng lên đỉnh năm của thập niên 60. Vị trí áp chót trên bảng xếp hạng thật sự là không thể chấp nhận được. Ông đã vực dậy tinh thần cho họ và United đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11. Tuy vậy, suýt chút nữa thì ông đã bị ban lãnh đạo Man United sa thải sau 3 mùa trắng tay trên mọi mặt trận.
về sau này các fan của Man United nhắc về trận thắng trước Crystal Palace trong trận chung kết FA Cup trong năm 90 như là một dấu mốc quan trọng của đội bóng, và nếu thất bại thì ông chắc chắn sẽ bị sa thải. Sir Alex có danh hiệu đầu tiên cùng Quỷ Đỏ, nhưng đó là trận thắng mở đầu cho kỷ nguyên của Sir Alex, một kỷ nguyên vo tiền khoáng hậu. Trận chung kết UEFA Cup Winner Cup đánh bại Barcelona, khi đó đang là đương kim vô địch Tây Ban Nha, 2-1, hai chiếc cup đến cùng một lúc trong viễn cảnh ông phải ra đi, nhưng đó chỉ là lúc bắt đầu cho thời kỳ vàng son của Quỷ Đỏ. Sau nhiều mùa giải liền bị Liverpool thống trị, Sir Alex đã tuyên bố rằng ông sẽ đưa chiếc cup vô địch quốc gia về tay của Quỷ Đỏ, và ông thực hiện lời hứa đó bằng việc ký hợp đồng với Cantona, một trong những bản hợp đồng hời nhất mà Quỷ Đỏ có được. Cantona trở thành người đá cặp ăn ý với Man U và đưa United đến ngôi vô địch quốc gia sau 26 năm chờ đợi, và cũng là danh hiệu Premier League đầu tiên. Những mùa giải sau đó người ta bắt đầu làm quen dần với thành công của Man United. Mùa giải năm 1993 đến năm 1994 đã mang lại nhiều thành công hơn. Ferguson đã ký hợp đồng kỷ lục lúc đó là 3.75 triệu bảng Anh với tiền vệ 22 tuổi Roy Keane của Nottingham Forest. Họ trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Man United hoàn tất luôn cú đúp danh hiệu trong mùa giải đó. Trong trận chung kết cúp FA, Manchester United thắng Chelsea 4-0. Năm 1995, những trụ cột trong đội hình Man United lần lượt rời đi và ông đã đặt trọn niềm tin lứa cầu thủ trẻ. Năm 1992, United đã trả một khoản phí kỷ lục 7 triệu bảng Anh cho Newcastle United để đưa về tiền đạo Andy Cole. Nhưng họ đã thất bại ngay trong mùa đầu tiên. Các cầu thủ trẻ, những người được biết đến như thế hệ của Fergie, bao gồm hai anh em Gary Neville, Phil Neville, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt, tất cả sẽ là thành viên quan trọng của đội bóng. Tại một thời điểm mà Arsenal, Liverpool và Newcastle United đều chi rất mạnh, các phương tiện truyền thông thi nhau chế giễu Ferguson công khai. Họ đã đánh giá United rất thấp bởi vì đội hình có rất nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Chuyên gia bóng đá Alan Hansen, vốn là một CDV của Liverpool, đã tuyên bố rằng bạn không thể giành được bất cứ điều gì với những đứa trẻ. Họ gặp Liverpool trong trận chung kết cúp FA năm đó, giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Cantona. Điều này làm cho Manchester United trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh lặp lại cú đúp danh hiệu giải ngoại hạng và FA Cup, và ấn tượng hơn điều này đạt được với một đội hình gần như tương tự lần trước đó. Mùa giải năm 1996-97 chứng kiến Ferguson dẫn dắt Manchester United đến danh hiệu Premier League thứ tư trong 5 năm. Một thành công khác của mùa giải năm 1996-97 là Manchester United đã có được hai bản hợp đồng Na Uy, tiền đạo Ole Gunnar Solskjaer, vua phá lưới mùa giải này của câu lạc bộ, và hậu vệ Ronnie Johnson, những người vốn được biết đến rất ít trước khi đến với Premier League, nhưng đã trở thành những mắt xích quan trọng trong danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh thứ tư của câu lạc bộ. Ferguson đã thực hiện hai bản hợp đồng mới để khích lệ United mùa giải năm 1997-98. Tiền đạo 31 tuổi người Anh Teddy Sheringham và hậu vệ Henning Berg. Tuy nhiên, United trắng tay khi Arsenal vô địch Premier League dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger, từ đây đã bắt đầu một sự cạnh tranh lâu dài với Ferguson. Mùa hè năm 1998 đã chứng kiến tiền đạo Dwight York, hậu vệ người Hà Lan Jaep Stam và cầu thủ chạy cánh của Thụy Điển Jesper Blomqvist gia nhập Manchester United với tổng chi phí gần 30 triệu bảng. Với cặp tiền đạo Dwight York, Andy Cole họ tạo lên cơn sốt chiến thắng trên thế giới. Mùa giải năm 1998 đến năm 1999 chứng kiến Manchester United giành được cú ăn ba danh hiệu Premier League, FA Cup và Champions League vô tiền khoáng hậu với những trận đấu kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Tại trận bán kết lượt về cúp C1 với Juventus, United bị dẫn trước hai bàn từ rất sớm, tuy nhiên với nguồn cảm hứng từ Roy Keane, United đã lội ngược dòng xuất sắc đánh bại Juventus 3-2. Trong trận bán kết FA Cup, United phải đối mặt với Arsenal và gần như đã thất bại khi Kane bị đuổi khỏi sân và Arsenal được hưởng một quả phạt đền vào phút chót. Nhưng Peter Schmeichel đã cản phá được, và trong thời gian thi đấu hiệp phụ Ryan Giggs đã có một pha đi bóng kỹ thuật từ giữa sân, vượt qua 4 cầu thủ Arsenal rồi sút tung nóc lưới của thủ môn David Simon để có được bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình, giúp United đã giành chiến thắng. Sau đó, họ đánh bại Newcastle United 2-0 ở trận chung kết cúp FA tại sân Wembley nhờ hai bàn thắng của Teddy Sheringham và Paul Scholes. Tuy nhiên, thắng lợi tại trận chung kết cúp châu Âu là điều mới là đáng kinh ngạc nhất. Manchester United bị Bayern Munich dẫn trước 1-0 từ rất sớm nhờ cú sút phạt của Mario Basler và hoàn toàn bế tắc trong 90 phút chính thức, nhưng chỉ trong 3 phút bù giờ, hai quyết định sáng suốt của Ferguson.
tiền đạo vào thay người Teddy Sheringham cân bằng tỷ số 1-1. Và tiếp đó Ole Gunnar Solskjaer cũng là một sự thay người, đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Manchester United, một chiến thắng lịch sử. Ngày 12 tháng 6 năm 1999, Ferguson đã được nữ hoàng Anh phong tước hiệu hiệp sĩ cho những cống hiến của mình trong bóng đá. Trong hơn một thập kỷ tiếp theo, phòng truyền thống của Man United phải được mở rộng thêm mới đủ cho những danh hiệu mà ông mang về. Sau khi giai đoạn năm 2004 đến năm 2006 lút dưới bóng của Arsenal và đại gia mới nổi Chelsea, thì Man United đã giành được 3 chức vô địch Premier League liên tiếp. Thế hệ của Ronaldo, Wayne Rooney và sau đó là Robin van Persie đã mang về những thành công vang dội với 7 chức Premier League, 1 FA Cup và cùng một số danh hiệu khác. Ngày 21 tháng 5 năm 2008, Ferguson giành được chiếc cúp C1 thứ hai của mình với Manchester United khi họ đánh bại Chelsea 6-5 trên chấm phạt nền tại sân vận động Luniki ở Moscow sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức. Pha bỏ lỡ của Cristiano Ronaldo đã cho John Terry cơ hội rất lớn mang lại chiếc cúp C1 đầu tiên cho Chelsea nếu thành công, nhưng Terry cũng lại bỏ lỡ và cuối cùng Edwin van Nistelrooy đẩy được cú sút của Nicolas Anelka và mang đến danh hiệu vô địch châu Âu cho Manchester United lần thứ 2 dưới thời Ferguson và lần thứ 3 trong lịch sử. Và Manchester United đã chính thức vượt qua cái bóng của Liverpool để trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh với 20 chiếc cúp vô địch. Chiếc cúp vô địch lần thứ 13 cũng là lời chia tay đẹp đối với ông sau 27 cống hiến tại nhà hát của những giấc mơ. Trong ngày chia tay, Man United vị cha già đặc biệt đã không cầm nổi nước mắt và nghẹn ngào nói lời tri ân. Bí quyết để giúp huấn luyện viên này thành công chính là toàn quyền quản lý câu lạc bộ từ chiến thuật cho đến chuyển nhượng và không hề có yếu tố tác động nào ở bên ngoài. Với ông, không có cầu thủ nào được phép lớn hơn đội bóng, ông kiểm soát cái đầu trong phòng thay đồ, nhưng mỗi khi họ gặp rắc rối thì ông luôn là người đứng ra bảo vệ họ. Cũng nhờ những di sản của Alex Ferguson thì Manchester United là câu lạc bộ có lượng fan nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Ông là huấn luyện viên tại vị lâu nhất trong lịch sử bóng đá. Ông đã dẫn dắt tổng cộng 1.497 trận đấu, hàng trăm bài viết và cũng những đó cũng không thể nói hết về con người ông và cũng chưa bao giờ là đủ để nói về thuyền trưởng vĩ đại trong mắt các fan quỷ đỏ.